Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tiểu thần vương, hôm nay ngươi tới hay không? Thần nữ đi thôi, đã tới giờ rồi, thần vương đã ở đại sảnh điện đợi người rồi. Chúc mừng thần vương. Không cần phải ảo tưởng nữa. Tên nhát gan đó sẽ không dám tới đâu. Ai nói là ta không dám tới cơ chứ? Người này là ai? Đúng là to gan thật. Con út của lão thần vương Lâm Việt đến để đón vị hôn thê. Hắn chính là con út của lão thần vương. Trời ơi, còn có chuyện như này nữa sao? Hôm nay được xem lão nhiệt rồi. Ta tới rồi. Tao biết là ngươi sẽ tới mà. Ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không? Ta bằng lòng. Đóng đại điện. Quang minh thần quan, đây là có ý gì? Có loạn thần xông vào trong thần vương điện, đợi chấn áp tai họa, sẽ tự thả các vị rời đi. Ta rất bái phục dũng khí của các người, bây giờ còn dám đến đây. Ta sớm muộn gì cũng sẽ quay lại giết phụ thần. Ngươi không xứng ở trên vị trí này. Cánh đen, người đó cũng có cánh đen. Đây sao có thể chứ? Hiên ngoại, nhất chiến. Chính là có ý này. Người có đôi cánh đen kia tỏa ra hơi thở của Phật Tôn. Chuyện này nghĩa nào là có liên quan đến Đại Lục Nguyên Thủy hay sao? Thì ra là mượn sức mạnh của Đại Nhật Vô Lượng Phật Tôn. Ngươi dám, ngươi mới dám tới nơi này hay sao? Nhưng mà chỉ dựa vào như vậy, đệ đệ ngu xuẩn của ta, hôm nay ngươi sẽ không đi được đâu. Nhân quả tuần hoàn. Những việc trước đây đã làm, ngươi nhất định là phải trả giá. Đệ đệ của ta, thay đổi của ngươi thật đúng là lớn. Nhưng mà ngươi cho rằng ta còn là lục dực thần vương của trước đây hay sao? Giết phụ thân, diệt đệ đệ, tình thân đều có thể vứt bỏ, ngươi theo đuổi là cái gì? Địa vị vô thượng, sức mạnh vượt qua tất cả,